Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback hạng A. Đó chính là chiếc xe Kia Morning phiên bản S quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe là 2019 rồi ạ, model 2019. Chiếc xe đã lăn bánh được 4.2 km và cái đồng hồ 4.2 là chúng tôi cam kết là chuẩn full lịch sử bảo dưỡng tại hãng quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2019 và là cái phiên bản Morning S này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ đèn pha bi xenon, ông đèn led ban ngày và la răng đúc mặt phay, vành xoắn, nội thất ghế da hai màu, điều hòa tự động và bô ống bô đôi kép ở giữa quý bạn nha. Đây là cái model 2019 là nó như thế vậy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản. Nguyên bản đến chúng tôi mua về còn không phải dọn dẹp gì cơ quý bạn ạ. Không dọn dẹp, không đánh bóng, để nguyên bản và chỉ có rửa đi là tôi đang bán lên cho quý vị và các bạn. Và đôi bên ngoài của chiếc xe này nó cũng có đôi phần xước sát. Thì thưa với quý vị và các bạn, thì chúng tôi cũng chiếc xe này là chủ xe đã mua bảo hiểm vật chất nhé. Bảo hiểm vật chất còn rất là dài nhưng chúng tôi cũng không sơn. Ví dụ bây giờ kể cả chúng tôi có phải sơn cả cái xe này và không phải mất tiền nhưng chúng tôi vẫn không sơn ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì cũng tiết kiệm được rất là nhiều tiền nhé. Đi có xước sát thì sơn vẫn không mất tiền ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning S 2019 tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chỉ 365 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning 2019 siêu lướt này, rất là đẹp, còn nguyên bản quý bạn nhé. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Nếu như chiếc xe này mà quý vị các bạn bây giờ mua ở mới ở trong hãng ra đăng ký xong nó khoảng 500 triệu đồng quý bạn ạ. Đấy, mà mua chiếc xe lướt này thì quý vị bạn tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng rồi quý bạn ạ. Rất là nhiều đấy ạ. Đấy. Ở cái phân khúc nhỏ như chiếc xe Kia Morning này tiết kiệm hơn 100 triệu thì là cái số tiền nó là lớn rồi quý vị các bạn nhé. Hơn nữa là quý vị bạn không phải lắp cái đồ gì cả, chủ xe đã lắp toàn bộ đầy đủ đồ rồi, chỉ có việc đổ xăng vào và chạy thôi ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning S 2019 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Morning S 2019 tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được 4.2 km. Với 4.2 này chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, đồng hồ zin. Quý vị các bạn có thể check bất cứ ở đại lý nào quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chỉ 365 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Kia Morning S 2019 siêu lướt này ạ. Và chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị bạn nhé. Quý vị bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi thôi ạ. Và chiếc xe này thì hiện nay đang bán tại hãng. Nếu như quý vị và các bạn mua xong và đăng ký để lăn bánh thì có giá khoảng 500 triệu đồng đấy quý bạn nhé. Cho nên là quý vị và bạn với chiếc xe nhỏ như thế này, mua một chiếc xe lướt chất lượng thì cũng không khác gì chiếc xe mới nhiều lắm ạ. Đấy, chất lượng là nó kém một chút thôi chứ không kém nhiều đâu, nhưng mà lại tiết kiệm được đến hơn 100 triệu đồng đấy quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.